Rồi, chào các bạn ha. Bữa nay thì mình làm cái video này để mình giới thiệu một cái danh sách phát mới của mình. Thì cái danh sách phát này á là nói về mình làm một cái máy hàng sale bán tự động và bằng cái công ty xử lý Arduino nha các bạn. Thì cái này là một cái nhu cầu khá lớn hiện nay. Thì cái danh sách phát này á là nó nhiều cái video đi nói tiếp. Nhưng mà cái video đầu tiên này á nó cũng khá quan trọng, là cái video mình sẽ làm cho các bạn thấy một cái dự án nhỏ, làm một cái bộ điều khiển trong do cái hàng sale bán tự động cho các bạn. Thì cái nhu cầu của hàng pin bán tự động rất là lớn hiện nay, tại vì đó là nó làm cho những cái mối hàng hàng của sale pin nó đều đều nhau, chứ nó không phải như mình dùng một cái tay cầm mà mình hàng thì có khi cái lực nhấn nó sẽ không đều nhau, thì cái chất lượng của cái mối hàng nó sẽ không tốt bằng cái máy hàng bán tự động nha các bạn. Rồi cái video cái danh sách phát này nó cũng giúp các bạn thấy những cái kỹ thuật mà DIY, là mình tự làm ở nhà, thì những cái thiết bị mà cần thiết để mình có thể làm những cái dự án về điện về cơ nhỏ ha các bạn, tại nhà, và mình có thể thực hành làm rất là nhiều việc. Rồi cái quan trọng nữa là mình muốn truyền tải đến các bạn là những cái lập trình, những cái dự án lập trình nhỏ đơn giản từ những cái bộ vi xử lý Arduino, mà đặc biệt là trên cái môi trường IDE của Arduino, nó gọi là Integration Developed Environment nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết bằng những cái video, bắt đầu video thứ hai. Còn video này là sẽ giới thiệu là các bạn rất là kỹ lưỡng là những cái bước mình làm cho tới kết thúc. Rồi bắt đầu nha các bạn. Rồi, để làm cái máy gọt sẹo pin đó các bạn, thì mình cần một số cái thứ sau cần phải chuẩn bị các bạn nha. Thì đầu tiên là cái hộp đựng đó, mình đã chuẩn bị cái hộp đựng nhỏ thôi các bạn, hộp đựng. Thì cái thứ hai là cái driver cho cái động cơ bước. Thì cái này nó điều khiển động cơ bước, mà sẽ hướng dẫn chi tiết sau, giờ mình sẽ thực hiện làm thôi. Sau đó mình sẽ gắn nó vô đây ha. Thì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn gắn lên, là mình bấm nút ở trên này thôi ha. Rồi cái thứ hai là cái màn hình, cái thứ ba là cái màn hình đó. Cái màn hình này các bạn, màn hình 1602 ha, rất là cơ bản. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết động cơ. Động cơ này là động cơ 45, cái mặt từ ốc này tới ốc này là 45 mm các bạn. Cái này dòng 33 nó đủ sức để gọt sale ha. Rồi cái quan trọng kế tiếp là cái Arduino, mình xài con Nano cho nó gọn các bạn. Còn trong cái quá trình mà mình hướng dẫn các bạn lập trình đó, mình sẽ xài con Uno thì nó rất là to, nó bự hơn cái này gấp 4 5 lần các bạn. Thì nó bền, mình nạp tới nạp lui ok. Còn con này thì mình chỉ nạp 1 2 lần thôi ha, chỉnh sửa chương trình và ngày nó chạy ok. Và một số cái như là biến trở để mình chỉnh cái tốc độ quãng đường đó, rồi cái thời gian trễ ha, trong lúc mình gọi mình hàng sale. Rồi đây là nút cầu chì, công tắc này là on off, lên xuống, bấm lên xuống. Rồi công tắc để cho khởi động hành trình bắt đầu gọt pin hoặc là hàng sale các bạn ha. Rồi đó là một số thứ linh tinh là công tắc đó. Thì mình sẽ bắt đầu làm thôi các bạn. Rồi bắt đầu làm thôi các bạn. Bây giờ mình để cho máy cắt CNC mà manual của mình thôi các bạn. Kỳ trước có làm một lần cho các bạn coi cái máy này rồi đó. Thì mình bắt đầu cắt bằng tay, nhưng mà nhờ vậy mà những cái hộp mà vuông á là cắt rất là chính xác nha các bạn ha. Rồi cái máy CNC này hồi xưa là chạy tự động, do mình tháo và mình lấy cái driver rồi mình làm vô cái project này các bạn. Rồi bắt đầu là mình khoan cái hộp. Thật chất thì cái hộp này nó rất là nhỏ các bạn ha, nó chiều dài nó có hơn tấc chút xíu, bề ngang của nó sẽ khoảng 700 đó. Thì giờ mình khoan những cái lỗ mà để gắn biến trở là cái lỗ lớn đó, còn mấy cái lỗ nhỏ kế bên đó là cho những cái nút nhấn rất là nhỏ, nút nhấn điện tử thôi ha. Thì thông thường mình cũng có thể làm bằng cái nút nhấn gọi là nút nhấn matrix, mà dùng cho cánh tay robot, rồi dùng cho những cái project nhỏ. Thì kỳ này mình không mua được cái đó, tại vì mình kiếm nó không có, ở gần mình không có, do đó mình xài cái nút điện tử luôn. Còn nếu mà mình sau này mình nâng cấp lên đó, mình có thể xài những cái nút nhấn cái kiểu Arduino, xài cho Arduino mà nút nhấn matrix đó, thì nó sẽ nhìn nó dễ, xinh xắn hơn ha. Nhưng mà này không sao, về function là nó chạy rất là tốt các bạn. Rồi mình kế tiếp đây là mình gắn, sau khi mình khoan thì mình gắn những cái thiết bị như là cầu chì, công tắc, với lại là cái đầu dây để mình nối cái nguồn vô ha. Thì đây là lắp xong rồi đó, cái phần gọi là cơ cơ đã xong rồi đó, là
hộp và trên cái nắp. Đó, thì ở này là mình dùng cái keo nhiệt á, mình dán cái màn hình LCD 1602. 16 là 16 chữ, nó có 16 cái cột và hai cái hạng vậy. Thì tổng cộng là mình có thể thể hiện trên nó là 32 ký tự những cái project nhỏ giống như vậy là xài cái màn hình này rất là ok. Thì đối với project lớn cũng cũng xài được bạn. Thì mình lúc đó mình thiết kế cái menu nó phức tạp hơn, là mình cuộn menu rồi mình vô những cái từ cái menu chính mình vô những cái menu con. Cái đó thì mình không có hướng dẫn các bạn làm liền bây giờ, nó mất công lắm, làm cho các bạn sẽ cảm thấy rối với là cái phần lập trình. Ở đó mình lập trình rất là đơn giản trước để cho mình xài được cái project này rồi. Sau cái thành công đó các bạn thấy vui là các bạn đi tiếp thì ok ha các bạn. Thì sau sau cái video này các bạn sẽ thấy mình làm một cách thực tế. Đó, thực tế là làm như thế nào. Đó, mình đo coi đúng cái chừng dương chừng âm để khi mà mình đấu đúng, chứ để mà nó lộn cực dương âm là Arduino nó chết luôn nha các bạn. Đó, thì bắt đầu á là đây là những cái bước hàng giây. Thì cái bước hàng giây nó cũng khá phức tạp. Thì con Arduino này á là Arduino Nano, nó gần giống như Arduino Uno. Thì để cái video sau mình sẽ nói về cái Arduino là gì và tại sao lại dùng Arduino ha, và cả vi xử lý là gì. Đó, thì cái này nó là một cái nhánh của vi xử lý, nó sinh sau đã muộn từ 2013 thì nó mới có cái dòng Arduino này, nó giúp đỡ cho những cái người mà phát triển những cái project nhỏ và những cái dự án hầu như là không tưởng các bạn, cho những cái người mà không rành về xử lý mà làm được như vậy. Giống như mình đó là mình cái nền của mình đó là điện các bạn chứ không phải là điện tử, nhưng mà mình nhờ Arduino này á, giờ mình xử lý mình dùng vi xử lý rất là rành rành rọt các bạn. Vậy nhờ những cái mạch Arduino và những cái mạch vi xử lý làm sẵn như thế này thì mình xài rất là ok. Mình chỉ cần một số cái kiến thức lập trình rất là sơ sơ đẳng thôi thì mình làm những cái project rất là tốt các bạn, làm những cái hệ thống như vậy rất là ngon lành hả các bạn ha. Thì các bạn cứ coi đi, giờ tới cái phần mà đi dây và mình hàn dây lên cái mặt nắp ha, nhà hàn cực dương này, mình đang hàn cái dây dương của cái mạch này thì nó xuống nó sẽ lấy cái nguồn dương 5V của Arduino nó lên. Đó, thì ở đây là cũng khá gần xong. Thì mình đấu ba biến trở vô ba cái đầu analog của con Arduino và ba cái nút nhấn vô cái ba cái đầu những cái đầu digital của con Arduino ha. Rồi nguồn này nọ là mình đấu nguồn vô. Các bạn coi dây nó phức tạp vậy nhưng mà khi mà mình đấu xong đâu đó rồi mình xếp là rất là ok nha các bạn. Rất là đẹp chứ không có vấn đề gì hết. Rồi từ từ cái nguồn mình cắm trực tiếp cái nguồn 24V vô cái đầu đó, nhưng mà sau khi mình đi đi mình cắp ngược lên trên cái mạch driver thì mình sẽ dùng một cái con IC ổn áp gọi là 7805 hay 7809, mình cắp vô cái đầu cắp nguồn của Arduino các bạn. Đó thì lúc này xong rồi. Giờ mình dùng 7809 nha để mình ổn áp, mình hạ áp từ áp 24V của cái bộ bộ nguồn 24V đó mình đưa xuống để mình xài cho Arduino, tại vì Arduino mà các bạn cắm 24V vô là nó chết. Nó là 24V là rất là cao đối với nó maximum nó có 20V nào mà không ai sử dụng 20V đó, người ta khuyến cáo xài từ 6 đến 12V nha các bạn. Đó, thì 12V thì lúc này mình nạp cái chương trình sơ khởi rồi. Mình để mình chỉnh dòng các bạn, mình chỉnh dòng và cái bước để mà. Rồi chào các bạn, thì cuối cùng tất cả đều xong hết nha các bạn. Thì mình review cái lúc mà cái hệ thống này làm việc như thế nào các bạn. Thì đây. Đầu tiên là mình sẽ xem cái bộ qua đây, mình rút nguồn này. Đây, nó như vậy. Cái bộ của mình sau khi mình làm thì nó như vậy. Rồi. Nó như vậy các bạn. Thì mình có một cái driver mà driver cho động cơ tép ha, mình dùng con 556. Rồi. Phía bên đây thì là có nguồn vào, công tắc với lại cầu chì. Bên đây là cốc đạp nha các bạn. Khi mà mình cắm cái cốc đạp vô chỗ này thì khi mình nhận cốc đạp xuống thì nó tác dụng giống như cái con nút nhấn này các bạn ha. Đó. Còn hai này là điều khiển lên xuống cho step motor. Còn ba cái nút này á, thứ nhất á là điều chỉnh cái khoảng cách mà đi xuống và đi lên lại ha, để
cái lúc mình hàn hoặc là các xe pin. Còn cái này là tốc độ, muốn đi nhanh đi chậm. Còn cái này là thời gian trễ lúc mà nó đi xuống, nó giữ bao lâu ha bạn nha. Trong trường hợp có bạn xài xung kép thì cái thời gian nó sẽ lâu hơn là xung đơn đó, như vậy. Do đó mình phải làm thêm cái thời gian. Rồi mình cũng xin nói với các bạn thật ra về cái nguyên tắc lập trình á, thì ba nút này không có cần, tại khi mình có ba nút này mình có thể vô mình set up trên cái màn hình này được rồi, mình không có cần ba biến trở này làm gì. Nhưng mà cái lý do mình là DIY, mình muốn làm những cái mạch với lập trình đơn giản để cho anh em những người mà không có trình độ cao về lập trình thì có thể follow up của mình ha. Thì ở đây mình làm xong cho cái bộ này nó chạy xong, sau đó mình sẽ làm những cái video riêng lẻ mình hướng dẫn cho anh em là cái phương pháp mà làm được ra cái màn hình này từ một cái con Arduino nhỏ nha các bạn đó. Đây bắt đầu mình đấu vô các bạn sẽ thấy cái đó ha. Thì đầu tiên là cái relay này là nó sẽ kích cho cái máy hàn thì này giống như cái cốc đạp bạn, thay cái cốc đạp mình gắn vô đây, hoặc là mình cái tay hàn, cái công tắc của tay hàn á, mình dùng cái này thì mình dùng cái này để mình kích cái máy hàn đó. Vậy thôi, nếu mà hàn bằng tay bình thường thì là cắm cái tiếp điểm này vô đây ha. Rồi mình xài bằng cái máy bán tự động này thì mình phải làm như vậy. Thì đây cắp nguồn vô các bạn. Nếu xài cắp cốc đạp thì các bạn cắm cái cốc đạp ở đây, bắt cái đạp cái là hàn thôi các bạn ha. Rồi dây này là dây vô motor, dây motor mình để rất dài để trong trường hợp mà anh em cần cái bộ này thì mình gửi luôn đó, thì anh em có thể xài đó. Rồi bắt đầu mình thực hiện hàn đây các bạn. Thì đầu tiên đó là mình sẽ bật nguồn cái này lên trước, khoan bật nguồn này để mình giải thích cái cách làm việc của bộ này ha. Rồi bật lên thì Arduino nó sẽ khởi động, nó lên cái màn hình chính trước. Thì màn hình chính còn có khoảng cách thì giờ mình chỉnh 60 ly. Tốc độ là 10 là tốc độ max, mình chỉnh có 10 thôi. Rồi độ trễ là khi mà nó xuống, nó hàn xong rồi nó đi lên lại. Trong trường hợp mà các anh em mà hàn xung kép thì mình để khoảng 1 giây hay gì đó ha. Này mình chỉnh tới 10 là 10 là 1 giây đó các bạn, để cho chỉnh nhuyễn được ha. Đó, giờ mình để 10. Sau đó là bắt đầu, thí dụ như bây giờ mình nhấn, thay vì mình có thể nhấn nè, nhấn đây thì bắt đầu động cơ đi xuống, nó hàn đi ngược lên, relay đóng đóng tiếp điểm cho máy hàn nè, các bạn coi rồi chạy nè. Đó, đóng, chạy ngược cái lên. Đóng, chạy ngược cái lên. Còn cái nút này á, nút này là nút lên nút xuống. Bây giờ mình cho chạy lên nè để mình chỉnh cái đầu hàn cho đúng vị trí so với pin hàn. Đó, lên xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình thử mình test cái chỗ cốc đạp hả bạn. Cốc đạp khi mà nói tắt cốc đạp là nó cũng chạy nè các bạn. Đó, nói tắt cốc đạp giống mình đạp cốc đạp nè. Đó, ok hai bạn, 2 giờ bắt đầu bật máy hàn lên. Thì bắt hàn này mình đang set nó chỉ có một xung thôi các bạn. Mát hôm nay hàng xung kép cho mình check, mình set có một xung để các bạn coi cái đèn xanh này khi mà nó kích rồi các bạn ha. Ở đầu nha. Mình bấm hàn. Đó. Nó kích cho này đóng mạch nè. Rồi bắt đầu. Rồi. Rồi sau cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước. Từ cái kỹ thuật nạp chương trình, cài chương trình cho Arduino, rồi Arduino nó giao tiếp với nút nhấn như thế nào, giao tiếp với biến trở như thế nào, kích relay như thế nào, và sử dụng màn hình, lập trình màn hình như thế nào. Thì sau khi mình đi hết cái chương trình mà mình hướng dẫn để mà làm cái bộ hàn bán tự động này, thì sau đó mình sẽ đi tiếp, có nghĩa là mình sẽ một nâng nâng cấp cái bộ này lên. Không xài ba cái biến trở này mà sử dụng cái nút nhấn này để set trên cái màn hình này, thì cái đó là một cái dành cho những anh em nào mà có một cái khả năng lập trình C cao một chút. Nhưng mà mấy anh em yên tâm mình sẽ hướng dẫn rất là đơn giản để cho anh em nào gọi là có thích làm, tự mình làm những cái lập trình nhỏ thì sẽ tự làm được anh em ha. Rồi bắt đầu mình thay đổi một chút xíu cái này, ví dụ tốc độ mình giảm nè, độ trễ không đi, tốc độ giảm 7 thôi, khoảng cách 3 thôi, thì nó sẽ chỉ có 30 ly thôi các bạn. Rồi các bạn coi nó làm rất nhanh nè. Đó, rồi xin hết và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì chờ đón xem cái video kế tiếp của mình, bắt đầu hướng dẫn về lập trình Arduino nha các bạn.